Xin chào tất cả mọi người, em lại quay trở lại với những cái cây đen du xuân rực rỡ sắc màu. Giới thiệu với mọi người là em là rất là hay quay những video trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa và giới thiệu đến mọi người và những cái nhận biết và những cái cách để chúng ta không bị mua nhầm cây khi mà nó đang là một cái cây hoa. Khi mà anh chị mua đen du xuân thì nó sẽ nở ra đen du xuân, mua đùi gà nó sẽ ra đùi gà, mua phi điệp thì nó sẽ ra phi điệp. Đấy, thì anh chị có thể tham khảo thêm một số những video trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Em cũng phân tích rất là rõ ràng về các loại, về màu sắc, về thân lá, về mọi thứ. Tất cả những cây, từ những cây lan đột biến, quý hiếm đến những cây lan mà chúng ta rất là hay chơi, thì anh chị cũng có thể tham khảo trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Và hôm nay em giới thiệu cho mọi người là ba cái mặt hoa của cái đen rô xuân. Nó cũng là dạng đen rô xuân nhưng mà nó có những cái màu khác nhau và những cái nhận biết khác nhau thì của tùy từng loài. Thì nhưng hôm nay em sẽ có cái video để đây là tư liệu để giúp anh chị có thể tìm hiểu thêm về các màu mà mình muốn sưu tầm hoặc là những cái màu mà mình chưa sưu tầm hoặc là định sưu tầm. Thì đầu tiên hôm nay là cái màu xanh vàng này, mắt nó hơi có chấm tím, thì thấy không ạ? Đấy, mắt hơi chấm tím. Tiếp theo là cái cây hồng phấn. Hồng phấn nó hơi có mắt ở trong rồi nhưng mà hồng rất đẹp. Tiếp theo là một cái cây dạng như đùi gà, nó rất là nhỏ, thân lá nhỏ nhưng hoa nó cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Nó là mắt vàng, cánh hơi phẩy hồng mà mắt vàng. Thì hôm nay thì em giới thiệu với mọi người để mọi người cùng tìm hiểu và tham khảo thêm. Hôm nay em giới thiệu đầu tiên với cái cây này trước. Cái cây này là cái cây vàng xanh vàng, mà nó nở, nó thiên về màu xanh. Khi mà nó nở lâu rồi nó thiên về màu xanh rất là nhiều. Đấy, nó màu xanh trắng vàng, họng nó vàng và trong sâu của nó là có hơi màu chấm đen, chấm tím. Đấy, mũi của nó là cũng là mũi vàng. Thì đây là một cái cây đen xuân, nó cũng khá là siêng hoa đấy anh chị nhá. Nó rất là siêng hoa. Cái siêng hoa như này thì nó cũng rất là đáng để chơi, sưu tầm, đúng không ạ? Thân nhỏ như này đây, anh chị nhìn thấy riêng một chút. Cái này nó chỉ cao khoảng tầm độ 30 đến 35cm thôi. Có thể là cao hơn đấy. Nhưng mà có nghĩa là hiện tại cây đang nở hoa và đang có ở đây thì nó khoảng tầm 30 đến 35cm. Khi anh chị nuôi có thể to hơn, nhưng cây này phình thân rất là to. Anh chị thấy không ạ? Phình thân rất to. Đấy. Thân của nó thì nó to khoảng 1 đến 1,5 đến 2cm cơ. Có thể hơn 2cm đấy, cái đường kính của nó ấy. Có nghĩa là cái đường kính của thân. Đấy. Cái này thì nó ra cái gốc thì nó không to như là những cái thằng khác. Nó không to như là cái thằng tím đậm mắt đen đâu ạ. Gốc của nó đây, ra nhỏ luôn và lớn lên là nó mới bắt đầu phình dài ra dần và cuối cùng thì phình to nhất là ở trên đỉnh. Trên đỉnh này là phình to nhất. Cái cây này thì thân lá của nó ngắn và to. Lá của nó đây chị nhìn rất là to. To bằng bông hoa luôn. Lá của nó khoảng 3 đến 5cm, có thể là hơn 5cm với những cái lá dưới và lá to nhất ở giữa. Hoa của nó thì bông hoa nó cũng nhỏ thôi. Bông hoa nó khoảng cũng khoảng 3 đến 5cm. Như cái bông này nó khoảng 5cm, khoảng 5cm, 4-5cm đấy. Đấy, thì đấy là cái màu đặc trưng của cái màu như vậy, của cái màu gọi là xanh vàng, mắt tím. Đấy. Tiếp theo là em sang cái cây đó, chứ là cái màu hồng phấn. Màu phấn này nó cũng rất là đẹp nếu như nuôi búi to, nhưng ở đây hiện giờ thì em chưa có nhiều nên là chưa thể có búi to hoặc là nhân công nghiệp như là cái cây bên cạnh được. Đấy, thì cây hồng phấn này thì nó là cây rất là đẹp, anh chị thấy không ạ? Màu rất đẹp, màu nó hồng nhạt và rất là đẹp. Tiếp theo thì đến cái thân mầm gốc của nó thì nó cũng xanh sạch như tất cả những cái cây khác thôi. Đấy, đen xuân thì nó là như vậy, khó, rất là khó nói để diễn tả chính xác nó là như nào. Nhưng mà thân lá cái này thì nó giống với cái cây tím, giống với cây tím, tím cả bông ấy, tím mắt tím. Đấy. Lá của nó thì nhỏ dài này, lá nhỏ dài và nhọn, lá nhỏ dài anh chị nhé. Lá nó khoảng từ 2 đến 3cm và dài khoảng từ 10 đến 15cm, nhỏ dài. Thân của nó cũng phình to rất là đẹp. Thân nó phình to rất đẹp, đường kính của nó tối đa thì nó khoảng tầm, nó cũng như cái đen xuân kia thôi, 1 đến 1,5cm.
nó có thể là 2. Phụ thuộc của chúng ta cho nó ẩm thì nó sẽ phình to và ăn phân nhiều. Những cái màu hồng này thì nó khá là khó nhận ra, bởi vì khi lên nụ hay là khi lên nở hoa thì nó nụ nó nhạt xong nó mới bắt đầu lên màu dần. Đấy thì là một cái điều rất khó khi mà anh chị có thể nhìn nhận qua thân lá được. Thì lưu ý thì vẫn cứ là mua cây nở hoa hoặc là những cái nhà vườn mà người ta ghi hoa. Như năm nay thì em mới bắt đầu ghi, chứ còn mấy năm trước thì em cũng không ghi màu. Thì tiếp theo em xin phép chuyển sang cái cây này. Cái cây này nó là dạng đùi gà lắm, thân nó rất nhỏ. Cái này nó dạng đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt khi anh chị nhìn thì có thể thấy được rằng là thân của nó đúng như cái dòng thân dẹt. Thấy không ạ? Đấy, thân nhỏ, nó to, nó dòng đùi gà dẹt đấy. Đấy, hoa nó rất là đẹp đúng không ạ? Hoa của nó là cánh trắng phớt hồng đầu cánh và họng của nó là màu xanh vàng. Anh chị nhá. Đấy, như đây thì em cũng trồng vào một cái chậu nó rất là siêng hoa đấy. Hoa của nó phải tầm độ 70%, có nghĩa là gần như là hoa hết. Trồng một cái chậu này rất là xinh đúng không ạ? Cái chậu này thì nó là cái chậu nhựa giả cót đấy, mây á, đại loại vậy, đại loại nó là bằng nhựa, nhưng mà ở trong nó có rất là chắc chắn, người ta làm bằng xương, là bằng thép. Trồng chậu trông rất là nghệ thuật và đẹp đúng không ạ? Và chúng ta có thể trồng được luôn nhé, trồng được cây lan ở cái chậu này luôn, độ bền nó bằng nhựa, anh chị có thể trồng thoải mái. Cái loại này thì nó thân mầm nó cũng như một cái cây đùi gà khác. Đấy, nhưng mà cái là dạng thân lá đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt thì thân lá nó không được dài lắm, chỉ dài khoảng 35 đến 40 thôi. Và lá nó cũng dòng lá nhỏ, lá khoảng từ 1,5 đến 2,5 cm và dài khoảng từ 8 đến 12 cm. Là cây dẹt. Như bông này nó là bông nhỏ nhưng nó siêng hoa. Một mắt của nó ra được 3 bông. Và hai bên như thế này. Đấy chị thấy không ạ? Rất là siêng bông, gần như mắt nào cũng 3 bông hay 2 bông hết, chứ không có mắt nào là một bông cả. Mắt nào cũng 2 bông với 3 bông. Rất là đẹp. Thì đấy là nó là cái gen rồi. Cái gen thì cái giống thì cái loại này nó hoa đẹp, siêng hoa và đẹp. Nhưng còn đây thì nó là cái cây màu hồng. Thì cái màu nó đẹp, nó không siêng hoa lắm nhưng màu nó lại rất đẹp. Nó không siêng hoa bằng những cây kia. Hay là cái cây này. Đây là cây xanh vàng họng mắt nhỏ tím này. Đấy. Thực ra ấy, thì cái mắt nhỏ này thì của cây xanh vàng này thì nó mới giống là cái cây đùi gà dẹt. Nhưng mà bản thân ấy, thân cái này thì nó cũng khá là giống cái đó. Cái đùi gà dẹt nó là cái phổ thông ấy, thì mọi người chơi chắc là cũng biết nhiều về cái cây lan rồi. Thì ngoài ra thì mình cũng có thể tìm hiểu về những cái cây chi tiết, về những cái cây ví dụ là đùi gà dẹt hay là đùi gà tròn đúng không ạ? Thì anh chị tìm hiểu thêm để biết thêm. Còn cái giá thể của những cái cây đen xuân này thì mỗi người trồng một kiểu thôi. Có nhà thì trồng bằng bột dừa không, có nhà thì trồng bằng vỏ thông không, có nhà thì trồng bằng xoài nhẹ, có nhà trồng bằng chấu, có nhà trồng sớn cọng, rồi gỗ, rồi các thứ đều được. Nhưng về cơ bản em muốn nói rằng là riêng hoàng thảo ấy, anh chị nên chú ý cái vấn đề đó chính là chúng ta phải điều tiết được lượng nước để cung cấp cho nó. Khi mà chúng ta trồng bằng giá thể thoát nước tốt như là vỏ thông hay là xỉ than đá hay là sớn cọng, những cái giá thể thoát nước nhanh thì chúng ta phải tưới nước nhiều. Còn những cái giá thể mà giữ nước lâu như là dớn, rêu, bột dừa, sơ dừa hay là dớn tổ quạ thì nó rất là giữ ẩm rất là nhiều ấy, thì anh chị nên tưới ít hơn. Và khi mà mình trồng những cái giá thể mà nó giữ ẩm nhiều ấy thì mình nên gọi là nên giữ ẩm nhiều thì nên treo ra vị trí thoáng nhất vườn để cho nó nhiều gió, và nó sẽ giúp cho cái cây mình khỏe mạnh hơn và nó không bị ướt sũng. Bởi vì ướt là nó rất là dễ bị thối, gây bệnh nấm rồi chết, thì là một điều rất là lãng phí. Thì anh chị cũng nên chú ý những cái vấn đề đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Em sẽ quay thêm nhiều những cái video khác và những cái cây khác và những cái dịp lần sau. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video